Xin chào tất cả anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Thành Weibo. Vậy là sau hàng loạt chapter đi theo lối mòn của bản truyện gốc, các diễn biến trong chap 234 đã đi theo chiều hướng tách biệt hoàn toàn. Nó khai thác sâu hơn vào các âm mưu, chiêu trò, thủ đoạn của các quan chức điều hành hiệp hội anh hùng. Khi những góc tối được phơi bày thì đâu đó vẫn xuất hiện những điểm sáng hiếm hoi đại diện cho tình người, ý chí bất khuất của công lý, mang tới hy vọng về một thế giới siêu anh hùng đầy khắc nghiệt. Trong video này, mời anh em đến với những bình luận và phân tích của mình về chap 234 với tựa đề Cánh bướm và tấm lưng. Mở đầu chapter, chúng ta cùng đến với một nhân vật mới toanh chưa từng xuất hiện trước đây. Anh ta là anh hùng Papillon 800, một thanh niên trẻ tràn đầy nhiệt huyết với khát vọng công lý luôn chảy trong huyết quản. Anh tham gia hiệp hội anh hùng bởi niềm cảm hứng mang tên Moomin Rider. Trở lại khoảng 2 tháng trước, Papillon là một trong số những người đã chứng kiến sự quả cảm của Moomin Rider khi đối mặt với vô biển sâu. Bất chấp việc bị hành cho mềm xương, nhưng anh vẫn không lùi bước trước kẻ địch mạnh hơn mình rất nhiều. Chính sự quật cường đó đã tạo ra niềm cảm hứng dành cho anh. Papillon có mặt ngày hôm nay là bởi anh sẽ tham gia vào một kế hoạch của giám đốc điều hành McCoy. Dĩ nhiên, dính tới người đàn ông chột mắt này thì chẳng có bất cứ điều gì là tốt đẹp. Ông ta là kẻ đầu têu mọi kế hoạch bẩn thỉu trong suốt một khoảng thời gian dài, và lần này cũng vậy. Thực chất Papillon đã được lão ta tin tưởng giao cho một nhiệm vụ trong một trò cá độ mà mạng sống của các anh hùng được mang ra để đặt cược. Cụ thể, một nhóm cá cược được lập ra bao gồm sự tham gia của toàn các tay to mặt lớn. Hiệp hội anh hùng sẽ đứng ở giữa, đóng vai trò là nhà cái tới từ châu Âu. Mỗi khi một anh hùng đối đầu với một quái vật, những người chơi sẽ đặt cược anh hùng hay quái vật là kẻ chiến thắng. Tỷ lệ chấp kèo sẽ phụ thuộc vào khoảng cách sức mạnh giữa hai đối thủ. Quái vật càng mạnh, anh hùng có xếp hạng càng thấp thì tỷ lệ chấp kèo dành cho anh hùng càng sâu và ngược lại. Như vậy là sau rất nhiều chiêu trò bẩn thỉu, đây lại là một trong các cách kiếm tiền bẩn nữa của các quan chức dưới danh nghĩa là phục vụ cho lợi ích của tổ chức. Thậm chí, nó còn đáng khinh hơn cả những lần trước, bởi những đồng tiền ấy được kiếm trên máu của các anh hùng, những người vẫn hàng ngày bán mạng để bảo vệ người dân. Trong bất cứ trò đỏ đen nào, nhà cái luôn có thể thao túng được kết quả theo ý họ. Thi thoảng họ lại sử dụng những mánh khóe trong các trận chiến để cho ra kết quả theo ý muốn. Như các anh em đã biết, hiệp hội anh hùng có cả một tầng hầm bên dưới trụ sở, nơi giam giữ các quái vật. Ban đầu chúng được sử dụng cho các cuộc thí nghiệm. Tuy nhiên, đã có một số lượng lớn quái vật ngầm được sử dụng theo các mục đích khác nhau, lần này là để thao túng kết quả của trò chơi. Theo đó, hiệp hội anh hùng sẽ chuẩn bị sẵn một con quái vật yếu được đo đạc, kiểm tra sức mạnh kỹ lưỡng. Ở chiều hướng ngược lại, một anh hùng được lựa chọn cũng sẽ tham gia vào màn kịch này để chiến đấu tới chết với nó. Để có thể thao túng kết quả theo ý mình, họ sẽ khai khống cả cấp độ thảm họa của con quái vật và cấp độ của anh hùng, để một trong số những nhà tài trợ lớn của hiệp hội anh hùng sẽ là người duy nhất chiến thắng. Với tất cả những điều trên đã cho thấy tận cùng của sự thối nát bên trong bộ máy quản trị của cả một tổ chức lớn. Vậy tại sao McCoy lại lựa chọn một anh hùng mang đậm tư tưởng chính nghĩa như Papillon, dù biết chắc chắn anh ta sẽ phản đối kế hoạch? Trong bối cảnh số lượng quái vật tăng đột biến, chỉ với hơn 600 anh hùng chuyên nghiệp hiện tại là lực lượng quá mỏng. Đã thế, một số lượng lớn các anh hùng cấp A còn bị lùa về sống trong trụ sở để làm bảo vệ cho giới siêu giàu. Trong khi đó, hàng loạt các hoạt động chiêu mộ nhân sự liên tục thất bại, do đó tình trạng thiếu nhân lực càng thêm trầm trọng. Hệ quả là số lượng người dân trở thành nạn nhân của quái vật tấn công cũng tăng lên. Và thật không may, mẹ của Papillon là một trong số đó. Để bà được điều trị với những điều kiện tốt nhất, Papillon buộc phải tham gia chiêu trò đáng hổ thẹn đó. Kế hoạch của McCoy lần này sẽ là sử dụng con mồi là một quái vật có tên Runray Huahua. Nó vốn là một con chó thuộc giống Chihuahua bị quái vật hóa. Trước đó, nó đã được các nhân viên trong phòng thí nghiệm đánh giá là thảm họa cấp độ Wolf, sau đó đã được hiệp hội anh hùng làm giả cấp độ thành Demon. Ngược lại, cái tên Papillon 800, anh hùng cấp C hạng 333 cũng là giả nốt. Thực chất anh ta tên là Mayo Yankee, cấp B hạng 4. Nói một cách dễ hiểu, hiệp hội anh hùng đã sắp xếp để một anh hùng mạnh rồi phù phép xếp hạng, biến anh ta thành một anh hùng yếu để đấu với một con quái vật yếu nhưng lại được nâng khống cấp độ thảm họa lên, qua đó dễ dàng thao túng kết quả theo ý muốn. Theo đúng kịch bản đã vạch ra, anh sẽ chiến đấu và tiêu diệt thành công con quái vật, nhưng phải diễn sao cho đó là một trận khổ chiến thực sự để không khiến những dân chơi cá cược nghi ngờ. Và không ngoài dự đoán của McCoy, với việc một anh hùng cấp C phải đối đầu với một quái vật cấp độ Demon thì tất cả đều đã đặt cửa vào con quái vật, chỉ duy nhất một người xuống tiền cho Papillon, đó là một nhà tài trợ lớn của hiệp hội anh hùng. Điều này đồng nghĩa rằng nếu thắng cược, một số tiền lớn sẽ chảy vào túi của ông ta. Theo đúng kịch bản, ngay khi phát hiện con quái vật, Papillon sẽ thực hiện yêu cầu cho chi viện và nhận được yêu cầu cầm chân con quái vật từ trung tâm. Sau đó là màn thử chiến của cả hai bắt đầu. Mặc dù đã cố gắng dàn xếp mọi thứ chu đáo, nhưng thứ mà McCoy không thể dự tính được chính là con Chihuahua kia. Ngay khi lao vào tấn công, Papillon đã bị nó đấm văng xa và bị mất ý thức trong khoảng thời gian ngắn. Đó là lúc anh nhận ra con quái vật này không yếu như vẻ bề ngoài. Anh mới cuống cuồng báo cáo lại cho trụ sở. Tuy nhiên, McCoy lại vẫn nghĩ rằng anh đang diễn xuất quá tốt và yêu cầu tiếp tục trận chiến. Vậy thì chuyện gì đang xảy ra? Kỳ thực, con Chihuahua này chính xác là một quái vật cấp độ Demon chứ không phải cấp Wolf như kết quả báo cáo. Ngay cả các nhân viên khác khi quan sát qua màn hình cũng phải thắc mắc về sức mạnh của nó. Vậy tại sao lại có biến số lớn tới vậy, bất chấp việc đã được kiểm tra kỹ càng trong tổng bộ? Để có thể giải thích được điều này, chúng ta cần phải đi sâu vào bản chất của quái vật hóa. Theo tiến sĩ Janus của ngôi nhà tiến hóa, một sinh vật bị biến đổi thành quái vật là do các tế bào dị thường trong cơ thể được kích hoạt. Chúng sẽ mất đi bản ngã vốn có, nhưng bù lại cơ thể sẽ nhận được một luồng sức mạnh to lớn.
Bên cạnh đó, mỗi quái vật lại có các đặc điểm và cơ chế sức mạnh khác nhau. Ví dụ như quốc trưởng xấu xí, càng chịu nhiều sự chế giễu, hắn càng trở nên mạnh mẽ. Phoenix Man bản cũ, qua mỗi lần tái sinh hắn lại càng mạnh. Hay như mới đây nhất chính là Garu, sức mạnh tỷ lệ thuận với sự phẫn nộ của bản thân. Trường hợp của Chihuahua, thời điểm ban đầu nó chính xác là một quái vật cấp độ Goof. Tuy nhiên, khi bị đe dọa tới tính mạng, sự sợ hãi đã khiến cho sức mạnh của nó tăng vọt. Càng bất an nó càng mạnh, đó là lý do Hiệp hội Anh hùng không thể đánh giá chính xác sức mạnh của con quái vật. Thực chất, đây không phải là lần đầu tiên có sự sai lệch này. Trước đây, Hiệp hội Anh hùng có nuôi nhốt một mẫu vật tên là Scaledon. Con quái vật này có một bộ vảy rất được giới nhà giàu ưa chuộng. Để nó sản sinh ra thật nhiều vảy, Scaledon được cho ăn uống thả phanh. Theo thời gian, sức mạnh của con quái vật đã tăng tiến một cách khủng khiếp mà họ không hề hay biết. Cuối cùng, nó đã đủ mạnh để đục thủng buồng giam và thoát ra ngoài. Sau khi sự việc được báo cáo, Beaufort đã xác nhận rằng lớp kính của buồng giam chắc chắn tới mức một quái vật cấp Demon cũng không thể phá vỡ được. Rất may mắn, sau đó không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra do nó đã bị Saitama làm gọi. Trở lại với trận quyết đấu, việc không ai nhận thức được sự nguy hiểm của Chihuahua đã vô tình đẩy Papillon vào tình thế nguy hiểm. Nhất là khi chủ nghĩa anh hùng trong anh trỗi dậy, còn chủ sĩ McCoy cũng vẫn chỉ nghĩ rằng Papillon đang diễn quá sâu mà thôi. Sau khi dính trọn hàng loạt đòn tấn công, Papillon đã bị thương nặng. Chính trách nhiệm của một người con, cộng với việc nhớ về tấm lưng cuột cường của Moomin Rider là động lực giúp anh đứng vững cho tới thời điểm này. Với tất cả sự quyết tâm, anh nhờ McCoy gửi những lời cuối cùng tới người mẹ đáng kính rồi lao vào hồ máu với con quái vật. Bất ngờ, một cú đấm khiến con quái vật tan xác ngay trước mắt Papillon. Người đó không ai khác chính là ông Hói. Sau khi hai thầy trò solo chán chê, họ đã nhanh chóng di chuyển tới nơi có thông báo xuất hiện quái vật và cứu sống Papillon kịp thời. Trước khi gục xuống, anh đã nhớ ra cái đầu Hói quen thuộc, kẻ đã tiêu diệt con cá chỉ với một đòn duy nhất. Khi tỉnh dậy, anh cũng đã có một cuộc hội ngộ trong mơ khi được chính thần tượng Moomin Rider trở tới bệnh viện. Sau khi chứng kiến tinh thần chiến đấu không lùi bước của Papillon trên TV, Moomin Rider tỏ ra vô cùng thán phục trước sự quả cảm của anh, một kết thúc có hậu dành cho chàng thanh niên trẻ tuổi. Nếu anh em còn nhớ, chính hệ thống xếp hạng của Hiệp hội Anh hùng đã tạo ra sự phân biệt đối xử giữa các anh hùng. Vì thế mà giữa các anh hùng thường có kiểu hành xử trên dưới theo cấp bậc. Hình ảnh một anh hùng cấp B tỏ ra hâm mộ một anh hùng cấp C đã xóa nhòa đi những định kiến vốn có, một hình ảnh đẹp ở chapter này. Với việc bị chen ngang bởi một anh hùng khác, những con bà khát nước không thể vui nổi, nhất là với nhà tài trợ đã đặt vào cửa vào Papillon. Điều này đồng nghĩa kết quả của kèo cá cược sẽ bị hủy bỏ. Còn McCoy dồn sự giận dữ lên đầu anh Hói. Ông ta dành hết công cho Papillon 800 vì đã nỗ lực làm suy yếu con quái vật. Áo choàng Hói chỉ là kẻ vét má. Sự giận dữ của McCoy chỉ bị dập tắt giữa chừng bởi Đồng Đế. Sau cuộc hội ngộ với Chickman, Đồng Đế vẫn đang âm thầm điều tra về những hoạt động mờ ám của các quan chức trong Hiệp hội Anh hùng và cậu đang nhanh chóng đánh hơi ra đường dây cá độ ngầm này vì bị nói trúng tim đen nên McCoy cáo bận rồi lần mất. Toàn bộ chân tướng sự việc đã được Đồng Đế tiết lộ cho Saitama và Genos. Lý do cậu tiết lộ mọi chuyện như là một cách để chuộc lại lỗi lầm trước đó, vì đã nghi ngờ hai thầy trò họ là tay trong của Hiệp hội Quái vật. Mặc dù Genos và Saitama không hề để tâm tới chuyện đó nhưng cậu nhóc vẫn áy náy tới tận bây giờ. Trong khi đó, ông Hói lại tỏ ra cay hơn ăn ớt vì tỷ lệ kèo của bản thân thấp một cách khủng khiếp so với mặt bằng chung của các anh hùng cấp A khác. Có nghĩa rằng anh đang bị Hiệp hội Anh hùng coi thường tới cùng cực. Trước đây, anh Hói cũng đã vài lần tỏ thái độ lồi lõm khi rơi vào hoàn cảnh tương tự. Như việc hàng loạt anh hùng bị Garu cho lên thớt, anh đã kỳ vọng rằng sẽ được hắn hỏi thăm. Nhưng sau khi chờ đợi dài cổ mà không thấy hắn xuất hiện, anh đã nổi tính chó đòi đi săn ngược lại hắn. Khi đó Saitama đã nghĩ rằng Garu không chịu đi săn anh chỉ vì anh là áo choàng Hói, một kẻ không đáng để mắt tới. Hay mới đây, việc không được Neo chủ động tiếp cận mời vào tổ chức, anh Hói đã tự ái mà từ chối thẳng thừng lời rủ rê của Genos. Thế nên là đừng có nhìn anh Hói đụt mà có thể hạ thấp được nhân phẩm của anh nhá, vì vốn dĩ nó không thể thấp hơn được nữa rồi. Còn số X20 ám ảnh anh tới tận giường ngủ. Vào ngày hôm sau, một kế hoạch làm giàu đầy táo bạo được ông Hói trình bày với Genos. Để tránh mất điểm trong mắt thằng đệ tử, anh tự lươn lẹo rằng đây chỉ là hành động đánh sập đường dây cá độ phi pháp này. Thông qua việc tự đặt cược vào bản thân, anh sẽ khiến nhà cái thành chúa chồm. Thế mới thấy, có tiền hô mưa gọi gió, không tiền gọi chó cũng chẳng thưa. Vào những lúc thế này, sức hút của tiền bạc có thể làm lu mờ đi liêm sỉ của bất cứ ai. Nếu Saitama có hỏi rằng giữa một túi tiền và một túi đạo đức nên chọn cái nào, tôi sẽ khuyên anh Hói chọn cả hai, vì anh chả có cái mẹ gì hết. Và thế là khi tỷ lệ kèo hiện lên, hai thầy trò họ xách quần lên tiến tới vị trí quái vật xuất hiện. Tại hiện trường, khi ông Hói run lẩy bẩy chuẩn bị xuống tiền, tưởng như làm giàu chưa bao giờ dễ dàng tới vậy. Ấy thế nhưng cái kép nhân phẩm âm vô cực khiến anh mãn kiếp nghèo. Một tên Exciter phiên bản M1 Pro Max giật mất túi sách của người đi đường, đứng giữa ngã ba đường phải đấu tranh nội tâm ghê gớm lắm, ông Hói mới có thể giữ lại chút liêm sỉ còn sót lại. Cuối cùng, tên cướp bị tóm gọn với hai hàng nước mắt của ông Hói và sự tán thưởng của người dân, còn con quái vật đã bị tiêu diệt bởi Tatsumaki. Vào lúc này, Saitama đột nhiên thấy bản thân không khác gì Nami, sẵn sàng bán linh hồn cho tiền bạc và anh tự cảm thấy hổ thẹn với bản thân, một pha quay xe hồi phục điểm giáo dục công dân đúng thời điểm. Sau đó, dù đã được hậu tạ bằng một chiếc nhẫn mạ vàng 9.4, có đính thêm cả một viên kim cương được đúc từ lõi trái đất, nhưng anh chê và trả lại cho khổ chủ. Đó mới chính là trùng cuối mà chúng ta vẫn biết, làm anh hùng chỉ vì sở thích chứ không phải vì hiện vật. Và thêm một lần nữa, định luật tiền chê Saitama lại đúng. Một vấn đề của chapter này, đó là việc Saitama đột ngột thăng từ cấp A hạng 39 lên cấp A hạng 29 một cách chóng vánh.
Theo mình, đây chỉ là thứ hạng được làm pha ke trên trang web cá độ để mà coi dễ bề thao túng các kèo đấu. Còn thực tế, thứ hạng của các anh hùng được lưu trữ tại cục đăng ký ghi danh anh hùng vẫn giữ nguyên, đó mới là thứ hạng thực sự của họ. Theo định kỳ, các quan chức sẽ dựa vào các dữ liệu được lưu trữ ở cơ quan này để từ đó đưa ra quyết định có thăng hạng cho một anh hùng bất kỳ hay không, chứ không thể trong nháy mắt Saitama đã thăng liền 10 hạng một cách dễ dàng tới vậy. Chính Xehanort cũng đã nói rằng đôi khi thấy sự sai lệch đáng ngờ trong xếp hạng của các anh hùng. Và đó là toàn bộ bình luận và phân tích của mình về Chap 234. Cảm ơn anh em vẫn ủng hộ cho dù video được ra lò khá muộn. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những nội dung tiếp theo nhé. Bye bye!